và giống như chị cũng đã nói với các em thì một trong những cái phần phương pháp phân tích ở trong văn xuôi cực kỳ quan trọng đây có lẽ là một trong số những cái phần phương pháp phân tích mà chị cho rằng là chúng ta sẽ phải lưu tâm rất nhiều trong năm nay bởi vì cũng đã khá là lâu rồi thì trong đề thi trung học phổ thông quốc gia uh, chưa có vào cái dạng đề đó là về phân tích nhân vật được không ạ chưa có vào cái dạng đề đó là phân tích nhân vật chính bởi vậy mà ngày hôm nay trong cái phần này Chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu Về cái dạng đề phân tích nhân vật Trong truyện ngắn các bạn nhé Nói về phân tích văn xuôi Thì hôm trước ấy là chúng mình đã cùng với nhau Có một cái buổi tổng quan rồi Phải không ạ? Hôm trước là chúng mình đã cùng với nhau Có một cái buổi tổng quan rồi Thì ở trong phân tích văn xuôi Chị Hiên sẽ chia nhỏ hơn cho các bạn Đó là thành phân tích nhân vật Trong truyện ngắn và thứ hai là phân tích hình tượng trong ký bao gồm có trong tùy bút và bút ký. Ok chưa ạ? Chính vì vậy mà bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau à chúng mình sẽ cùng với nhau trao đổi về cái nội dung này nhá. Chúng mình sẽ cùng trao đổi với nhau về cái dạng một này trước nhá. Đó là phân tích nhân vật trong truyện ngắn. Ok chưa nào? Các bạn ơi, nếu như mà nói về phân tích nhân vật trong truyện ngắn á thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy rằng cái đối tượng mà chúng ta hướng tới là gì nhỉ? À, đó là những cái tác phẩm truyện ngắn đúng không? Thì nếu như bây giờ nếu như mà mình xét trong chương trình Ngữ văn lớp 12 đi thì các bạn sẽ thấy là à các bạn sẽ thấy là gì ạ? Các bạn sẽ thấy là chúng mình sẽ có được những cái tác phẩm truyện ngắn đáng chú ý nào đây ạ? Chúng mình sẽ có những cái tác phẩm truyện ngắn đáng chú ý nào đây? Số 1 là gì nhỉ? Số 1 là gì ạ? Số 1 là gì? Chúng ta sẽ cùng xét theo cái tiến trình mà chúng mình được học nhé. À, vợ chồng A Phủ. Của nhà văn Tô Hoài. Đúng không em? Số 2. Chúng ta có gì nhỉ? Chúng ta có chuyện ngắn gì nữa nhỉ? À, chúng ta có vợ nhặt. Của nhà văn Kim Lân. Đúng không? Số 3. Số 3 chúng ta có rừng xà nu của tác giả Nguyễn Trung Thành. Số 4, chúng ta có chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Đúng chưa ạ? Các bạn hãy chú ý giúp chị nhé. Ở đây chúng ta sẽ có bốn cái chuyện ngắn bao gồm là vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài này, vợ nhặt của nhà văn Kim Lân này, rừng xà nu của nhà văn nguyễn trung thành này và chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn nguyễn minh châu này đúng không ạ thế thì sẽ có nhiều bạn bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn một chút xíu được không ạ chúng mình sẽ cùng đi nhau đi sâu hơn một chút xíu nhá thì các bạn sẽ để ý là nếu như mà đề bài cho vào vợ chồng a phủ của nhà văn tô hoài thì theo các bạn là người ta có thể hỏi chúng ta về uh, những cái vấn đề gì ạ theo các em nếu như mà người ta cho vào uh, vợ chồng A Phủ của nhà Văn Tô Hoài ạ Thì theo các bạn người ta sẽ cho vào điều gì? À người ta sẽ cho vào điều gì ạ? Theo các em thì người ta sẽ cho vào điều gì? À nếu như mà vào vợ chồng A Phủ của nhà Văn Tô Hoài Thì có phải là cái nội dung chính người ta thường hỏi sẽ là về nhân vật Mỹ không? Phải không ạ? Đây là cái khả năng cao nhất Đúng chưa nào? Nếu là vợ chồng A phủ thì sẽ là nhân vật Mỹ Đây là cái khả năng cao nhất Đúng không ạ? Thế còn với vợ nhặt thì sao? À có thể là nhân vật chàng Nhân vật người vợ nhặt Chính là thị đấy ạ Nhân vật bà cụ tử Được chưa? Thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá đó là đây là những cái tác phẩm truyện ngắn đáng chú ý cũng đồng nghĩa với việc chị đã nêu ra cho các bạn ở đây là những cái nhân vật đáng chú ý Mà cái khả năng cao sẽ ra vào trong đề thi trung học phổ thông quốc gia Ok chưa ạ? Và để đến với cái phương pháp làm bài cho dạng đề phân tích nhân vật Thì chị xin mời các bạn cùng xem một cái dàn Chị cùng xem một cái ví dụ với chị như sau Đó chính là đề bài Lúc ấy trong nhà đã tối bưng Mị gión rén bước lại A Phủ vẫn nhắm mắt nhưng mị nhưng nhưng mị tưởng như a phủ đương biết có người bước lại mị rút con dao nhỏ cắt lúa cắt nút dây mây a phủ cứ thở phè từng hơi không biết mê hay tình lần lần đến lúc gỡ được hết dây trói ở người thì a phủ của a phủ thì mị cũng hốt hoảng mị chỉ thì thào được một tiếng đi ngay rồi mị nghẹn lại A Phủ bỗng khuỵu xuống không bước nổi, nhưng trước cái chết có thể đến nơi ngay, A Phủ lại cuột sức vùng lên chạy. Mị đứng lặng trong bóng tối, rồi mị cũng vụt chạy ra, trời tối lắm, nhưng mị vẫn băng đi, mị đuổi kịp A Phủ đã lăn chạy, chạy xuống tới lưng dốc, mị nói, thở trong thở trong hơi gió thốc lạnh buốt, "A Phủ cho tôi đi." A Phủ chưa kịp nói, mị lại nói, "Ở đây thì chết mất." A Phủ chợt hiểu, người đàn bà chê chồng đó vừa cứu sống mình. A Phủ nói, "Đi với tôi." Và hai người lặng lặng đỡ nhau lao chạy xuống dốc núi. Chích Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Được không ạ? À? Trình bày cảm nhận của anh chị về sức sống của người dân lao động vùng cao Tây Bắc được thể hiện qua đoạn trích trên. Từ đó, nhận xét về tư tưởng nhân đạo của nhà văn Tô Hoài được thể hiện qua đoạn trích. Ok chưa nào? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau làm cái đề này nhá. Trước tiên, bao giờ cũng thế, cái bước số 1 là chúng ta sẽ phải xác định được dạng đề. Vậy thì, Nguyên Phương ơi, chúng ta nhìn vào cái đề bài mà chị Hiên vừa cho ở đây. Em sẽ xác định được giúp chị cái dạng đề là gì nhỉ em nhỉ? Dạng đề là gì? Dạng đề ở đây sẽ là dạng đề gì? Em thưa chị là dạng đề phân tích nhân vật rất chính xác và chúng ta nhìn vào cái câu lệnh, chúng ta sẽ biết được cái yêu cầu chính và yêu cầu nâng cao. Thì yêu cầu chính ở đây là gì nhỉ? Dạ, là yêu cầu chị là phân tích nhân vật. phân tích nhân vật gì nào? Nhìn đọc cái câu ừ. lệnh ở đây chị có này. Thấy không ạ? À? đây chị phóng to lên xíu nữa nhá. nào phân tích câu lệnh gì nào? chỉ là phân tích nhân phân tích nhân vật gì nào? nhân vật mí và nhân vật áo phụ rất chính xác. cái này chị phải nói với các bạn nhá là các bạn phải để ý. tại vì sao? có rất nhiều bạn ấy làm phân tích trích đoạn nhưng mà một là làm bị thiếu và hai là làm bị thừa. và cái nguyên nhân là vì các bạn không có để ý đến cái câu lệnh. trong khi là có thể là người ta cho một cái trích đoạn như vậy. Nhưng có thể là người ta sẽ yêu cầu mình là Là gì ạ? Là làm rõ một cái nhân vật Hoặc cũng có thể là hai ba nhân vật Thậm chí là ba Bởi vì các bạn thấy rằng Ví dụ như trong vợ nhặt của nhà văn Kim Lân đi Thì trong bữa cơm ngày đói á Đúng không ạ? Thì có phải là chúng ta có ở đấy là tận mấy nhân vật không? Đúng không ạ? ba nhân vật không? Thế nhưng mà có nhiều bạn thì lại không để ý đến cái đấy Chỉ rất là đơn thuần nghĩ rằng là Mình cứ nhìn thấy trích đoạn là mình lao vào Mình viết phân tích cái nhân vật chính nhất ở trong đó thôi nên là các em ơi một trong những cái sai lầm mà chúng ta cần phải để ý đó là bên cạnh cái trích đoạn thì chúng ta cũng cần phải đọc xem là cái câu yêu cầu là người ta đang yêu cầu mình làm cái gì các em nhá đây là một trong những cái cũng khá là quan trọng đấy ạ để chúng ta không bị lạc đề và chúng ta sẽ đúng hướng ngay từ ban đầu nhá giúp chị cái điều đấy rồi tiếp tục này sau khi mà chúng ta xác định dạng đề xong là phân tích nhân vật xong và xác định được yêu cầu chính ở đây đó là cảm nhận của anh chị về sức sống tiềm tàng về sức sống của người dân lao động vùng cao Tây Bắc và cụ thể ở đây là Mị và A Phủ thì bên cạnh đó các bạn sẽ lại còn phải xác định rõ ràng hơn về cái vị trí đoạn trích. Chẳng hạn như ở đây thì rõ ràng cái yêu cầu chính của chúng ta nếu như mà phương vừa nếu vừa nêu ra cho chị là nó chỉ dừng lại ở đây thôi, đúng không? Thế nhưng các bạn hãy nhớ giúp chị một điều là chúng ta phải xác định nó rõ ràng tới tận cái mức này đây ạ à. các em nhá chúng mình phải xác định nó rõ đến tận cái mức này được không nào đó là gì ạ à? đó là cảm nhận của anh chị về sức sống của người dân lao động vùng cao tây bắc tức là nhân vật mị và a phủ nhưng trong đêm đông cắt dây trọi em nhá phải xác định được đến cái đấy để làm gì để bắt đầu mình trích xuất từ gì ạ à? à từ trong bộ não của mình ra là à vậy thì những cái vấn đề mà tôi cần phải trích xuất ra được là gì đúng không trong đêm đông cắt dây chói mọi thứ đấy có những cái ý như thế nào đấy thì các bạn phải xác định nó rõ ràng tới tận cái mức như vậy cho chị và cái yêu cầu nâng cao ở đây đó là gì là tư tưởng nhân đạo của nhà văn tô hoài được thể hiện qua đoạn trích nha thì đấy, chúng ta đã làm xong cái bước đầu tiên đó là cái bước xác định dạng đề và đây là một cái bước rất là quan trọng trong cái tiến trình làm để chúng ta không bị lạc đề các em nhá. Hết sức chú ý ạ. Bây giờ thì sau khi mà gạch gạch chân xong, xác định rõ vấn đề xong thì cái việc mà chúng ta cần làm đó là gì nhỉ? Đó là thiết lập cấu trúc. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ thiết lập bố cục bài viết. Thì các em đều biết rằng là bố cục bài viết thì sẽ bao gồm có 3 phần, đó là mở bài, đó là thân bài và đó là kết bài, đúng không ạ? Và đối với nhân vật truyện thì chắc hẳn các bạn cũng đã nhớ được. Đây là một cái dàn ý mà hôm trước học về phân tích văn xuôi, chúng mình cũng có chia ra thành các dạng khác nhau, đúng không nào? Thì ở trong các cái dạng khác nhau này thì chị cũng đã chia ra cho các bạn trong đó là có một cái dạng về phân tích nhân vật. Thì ở đây chúng ta sẽ có mở bài, thân bài và kết bài thì các bạn nhớ nhất giúp cho chị là cái luận điểm số 2 này nha. Mở bài thì vẫn theo cái cách truyền thống thôi. Chúng ta sẽ lựa chọn cái mở bài gián tiếp, tức là sẽ có dẫn dắt và đặt vấn đề. Sau đó thì sẽ bao gồm bốn luận điểm, luận điểm 1 tác giả tác phẩm. Ở đây mình sẽ phải thêm một cái chú ý nữa đó là vị trí đoạn trích. Đúng không ạ? Sau đó đến cái luận điểm số 2 đó là gì ạ? Luận điểm số 2 là phân tích Thì chúng ta phải giới thiệu chung về nhân vật Lai lịch, ngoại hình, hoàn cảnh, số phận Được không ạ? Thứ hai là phân tích diễn biến tâm lý của nhân vật Để làm rõ vẻ đẹp của nhân vật Và thứ ba là nhận xét chung về nhân vật Ok chưa ạ? Sau đó đến luận điểm số 3 thì chúng ta sẽ làm rõ yêu cầu phụ và luận điểm số 4 thì chúng ta sẽ nêu ra đặc sắc về nội dung, đặc sắc về nghệ thuật và cuối cùng kết bài, khẳng định lại vấn đề và nêu ra cảm nhận cá nhân. Bình thường thì có nhiều bạn hỏi chị rằng chị ơi em chỉ làm hai bước này thôi có được không? Không sai. Về bản chất thì không có sai ạ. Thế nhưng mà có một cái vấn đề là chúng ta chú ý giúp chị là thật ra là trong cái phần phân tích diễn biến tâm lý nhân vật này xong thì bao giờ các bạn cũng sẽ có thêm một cái ý khái quát về nhân vật. Thế nên thành ra ở đây là chị chỉ tách ra thành riêng một cái ý nhỏ để cho các bạn dễ nhìn thôi. Còn về bản chất thì các bạn sẽ chú ý là gì ạ? Về bản chất thì các bạn sẽ chú ý là là chúng ta vẫn có cái phần nhận xét chung về nhân vật đấy, nhưng chẳng qua là chúng ta không tách riêng thành một ý như vậy thôi. Nhá thì các em sẽ chú ý giúp chị Hiên cái này nhá. Ok chưa nào? Đó. Thì đây là cái dàn ý, cái này thì các bạn cũng đã biết rồi Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu đến với cái bước số 3 Đó là bước viết bài Để chúng mình sẽ cùng với nhau à, Có những cái lưu ý, những cái tip thật là hay Cho cái việc phân tích nhân vật của các bạn nhá Ok chưa nào? Rồi, trước tiên, phần mở bài Như chị đã nói là mở bài Thì chúng ta sẽ mở bài gián, sử dụng mở bài gián tiếp mà mở bài gián tiếp thì sẽ bằng dẫn dắt cộng với đặt vấn đề có thể đi từ thông tin tác giả có thể đi từ nhận định có thể đi từ đề tài có thể đi từ cảm nhận cá nhân hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng những cái đề bài dùng những cái ý tưởng và dùng cho nhiều cái dạng đề bài khác nhau chị cũng đã nêu ra ở đây cho các bạn rồi không gian nghệ thuật này đúng không nguyễn trung thành tây nguyên hoàng phủ ngọc tường xứ huế tô hoài tây bắc đó ví dụ thế hay là dùng những cái nhận định để đưa vào đất nước và con người miền Tây đã để thương để nhớ cho tôi nhiều quá đó kiểu kiểu như vậy thì có rất nhiều ý tưởng mà các bạn có thể đi nhá bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái phần thân bài chị nghĩ rằng là đây là cái phần quan trọng nhất được không ạ bởi vì nó là cái phần chiếm nhiều điểm nhất mà nhá nó là cái phần chiếm nhiều điểm nhất được chưa ạ thế thì bây giờ ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị này cái cách số 1 chúng ta có thể đi đó là chúng ta sẽ lựa chọn 2 đến 3 thông tin về tác giả và tác phẩm. Cái cách này thì sẽ có một cái công thức rất là đơn giản. Được không ạ? À? Ví dụ như là bạn đọc biết đến tên tác giả đó với hình ảnh như thế nào đấy. Ok chưa ạ? À? Xong ở đây nêu ra khoảng 2 đến 3 ý và lựa chọn ưu tiên của chúng ta sẽ là gì ạ? Lựa chọn ưu tiên của chúng ta sẽ là những cái ý liên quan tới phong cách nghệ thuật. Các em nhé, được không ạ? À? Bạn đọc biết đến này, cộng tên tác giả với hình ảnh 2 đến 3 ý. Ở đây chúng ta sẽ trọng tâm nói tới cái những cái ý liên quan tới phong cách nghệ thuật hoặc các bạn lựa chọn những cái ý về con người, tiểu sử con người cũng được điều quan trọng nhất là làm sao để chúng ta lựa chọn đây là những cái ý nó là cái chất dẫn tốt nhất để dẫn tới tác phẩm được không ạ à? được không nào sau khi dẫn xong thì đây và một trong số những tác phẩm tiêu biểu cho phong cách sáng tác ấy hay cho giọng văn ấy hay cho lối kể chuyện ấy là xong bắt đầu tên tác phẩm được sáng tác trong cái thời điểm như thế nào ở đây mình sẽ nêu ra về hoàn cảnh sáng tác đấy các em ơi được không ạ một cái công thức rất là đơn giản cho các bạn đương nhiên là công thức thì cũng sẽ chỉ mang cái tính chất đó là gì ạ công thức thì cũng sẽ chỉ mang cái tính chất là gì là chúng ta có thể gọi là chúng ta sử dụng nó trong những cái trường hợp mà chúng ta bí thôi còn không thì các bạn cứ chủ động linh hoạt thay đổi theo cái lời văn của các bạn thì đấy là cái cách tốt nhất nhá các em cứ chủ động thay đổi theo cái lời văn của các em thì chị cho rằng đấy là cái cách tốt nhất được không nào đấy ví dụ như vậy ví dụ như là nhà văn tô hoài được bạn đọc biết đến với một cái lối kể chuyện có duyên biệt tài miêu tả ngoại cảnh và thường viết về đề tài cuộc sống lao động của con người cuộc sống của con người lao động ở miền núi cao tây bắc vợ chồng a phủ là một trong số những tác phẩm tiêu biểu uh, cho một cái lối kể chuyện có duyên ấy một lối kể chuyện duyên dáng ấy tác phẩm được sáng tác vào năm bao nhiêu đấy kiểu kiểu như thế ok chưa ạ hoặc là chúng ta sẽ lựa chọn ra đây giống như chị nói một cái điều mà em ấn tượng nhất về tác phẩm về tác giả để mình đi sâu thì cái này cái câu hỏi mà mình sẽ đặt ra là điều đúng không điều em ấn tượng nhất về tác giả đó là gì sau đó em sẽ đi sâu ví dụ như là em đi từ một cái ấn tượng về nhà văn tô hoài chẳng hạn là hình ảnh của một nhà văn mà là nhà văn tuổi thơ đúng không với à, những cái cuốn sách gối đầu giường gối đầu giường đặc biệt là gì ạ đặc biệt là tập truyện ngắn dế mèn phiêu lưu ký những cái câu chuyện ở à, trong cái thế giới loài vật hấp dẫn đã từng trở thành một cái gì ạ à, đã trở thành một cái nơi để mỗi đứa trẻ đều học được những cái bài học quý giá từ đó thế rồi khi tôi lớn lên những cái câu chuyện của tác giả tô hoài cũng vẫn theo tôi trong những năm tháng trưởng thành ấy để rồi tôi biết đến vợ chồng a phủ một câu chuyện được sáng tác như thế nào đó thể hiện nội dung gì đó. Đấy kiểu kiểu vậy. Ok không? Thì ở đây cái mà chị lựa chọn, cái điều mà chị ấn tượng nhất về tác giả, đó là chị lựa chọn những cái ký ức của chị gắn với tác giả này thông qua những cái câu chuyện cổ tích về loài vật mà trước đó Tô Hoài đã viết. Nhá, thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị. Được không? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Được chưa nào? Thì đấy là cái cách số 2. Còn cái cách số 3 ở đây thì chúng mình sẽ đi từ gì ạ? À chúng mình sẽ đi từ nhận định về tác giả tác phẩm. Ok không nào? Chúng mình sẽ đi từ mình chúng mình sẽ đi từ nhận định về tác giả tác phẩm. Thì ở đây ở đây chị có này, chúng ta có ở đây là sử dụng những cái nhận định đây này. Chị đưa những cái nhận định vào đây đây này. Các bạn sẽ nhìn thấy nhá, chúng ta sẽ có này. Tuổi thơ và quá trình trưởng thành của nhà văn Tô Hoài gắn liền với Hà Nội. Hà Nội đã trở thành không gian nghệ thuật trở đi trở lại trong những sáng tác của ông. Có ai ngờ, ngòi bút tưởng sinh ra chỉ để cắm sâu vào vùng đất ven đô ấy, sau cách mạng tháng 8, lại gắn bó với vùng cao Tây Bắc thật sâu nặng. Các em ơi, đây là chị đi từ cái nội dung gì? Nguyên Phương, đây là chị Hiên đi từ cái nội dung gì hả em? Dạ, chị Hiên đi từ không gian nghệ thuật ạ à? à rất chính xác lựa một cái điểm đáng chú ý nhất đó chính là đi từ không gian nghệ thuật được không ạ à? và đây là lựa chọn một cái đó xong bắt đầu là theo cái sườn ý đấy đúng không nào theo cái sườn ý đấy thì các bạn sẽ chú ý giúp chị là chị đã để ở đây đó là gì ạ đó là một ngòi bút nhập cuộc luôn theo sát phong trào cách mạng nên đã nhanh chóng bén duyên với núi rừng tây bắc và trở thành ngòi bút thân thiết của miền tây đấy ở đây ông đã gặt hái được một lúc cả hai mùa mùa tình dân và mùa văn học được không ạ mùa tình dân và mùa văn học sau đó thì sao đây ạ à chị lại còn sen lồng vào đây cái gì ạ chị đã sen lồng vào đây à, đó chính là gì đó chính là một cái nhận định, một cái lời chia sẻ của nhà văn Tô Hoài để có thể làm rõ hơn về gì ạ? Để có thể làm rõ hơn về cái hoàn cảnh ra đời và cái tác phẩm đó nó có cái giá trị, nó có cái ý nghĩa như thế nào đối với à đối với nhà văn Tô Hoài đúng không? hình ảnh tây bắc đau thương và dũng cảm lúc nào cũng thành nét thành người thành việc trong tâm trí tôi đất nước và người miền tây đã để thương để nhớ trong tôi nhiều quá tôi không thể bao giờ quên vâng ông không thể nào quên được hai tiếng chéo lù chéo lù có nghĩa là trở lại trở lại cùng với đôi tay vẫy lúc vợ chồng a phủ tiện ông ra khỏi dốc núi tà quà lúc vợ chồng lý nủ chu tiện ông dưới chân núi cao phạ hai tiếng chéo lù chéo lù đã theo ông về tận dưới xuôi và thôi thúc ông phải viết một cái gì đó để trả món nợ lòng cho những người mà ông thương mến và chuyện tây bắc ra đời trở thành đỉnh cao của văn học viết miền núi chuyện ngắn vợ chồng a phủ là tác phẩm đặc sắc trong truyện tập truyện này tập truyện này nó là kết quả của chuyến đi thực tế đó kiểu kiểu vậy được không nào các bạn ơi thế thì bây giờ các bạn có thể nhận xét xem ở trong cái đoạn này thì chị Hiên đã sử dụng những cái gì ạ và chúng ta thấy được rằng là cái cách mà chị đang định hướng làm ở đây có phải là chị sử dụng một trong ba cách trên không hay là chị dùng như thế nào nào chị mời Quỳnh Hương nào chị mời Quỳnh Hương dạ nào em biết gì à hình như chị sử dụng kết hợp cả ba cái cách trên đúng không đúng rồi cách nào bây giờ sử dụng ba cách trên á phải không phải không hình như là có sử dụng về nhận định với cả về đúng, đúng. rồi nhận đúng. định là đúng nhận định đúng tượng đúng. về tác giả à chính xác vậy là kết hợp cách số 2 và cách số, số 3. 3 ok chưa thế thì các bạn nhớ nhá không phải lúc nào mình cũng chỉ gọi là theo cái công thức là ví dụ tôi dùng cách một là tôi chỉ dùng cách một hay tôi dùng cách hai là tôi phải viết cách hai mà hãy linh hoạt sử dụng điều quan trọng nhất là gì ở trong cái luận điểm số 1 này cái mục tiêu mình đề ra là phải nêu được về cái hoàn cảnh ra đời một số những cái thông tin về tác giả hoàn cảnh sáng tác xuất xứ mục đích sáng tác thì đấy là cái mục tiêu quan trọng nhất mà chúng ta cần phải đảm bảo thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá ok chưa Rồi à, các bạn có thắc mắc gì về luận điểm 1 nữa không cách làm luận điểm số 1 các bạn có thắc mắc gì không ạ Chắc là không đúng không? Ok, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái luận điểm tiếp theo nhé. Chúng mình sẽ có luận điểm tiếp theo, luận điểm số 2. Giống như chị Hiên đã nói cùng với các bạn rồi, đó là ở cái luận điểm số 2 này thì chúng ta sẽ phải đảm bảo ba ý như sau cho chị. Đó là gì ạ? Đó là giới thiệu chung về nhân vật, bao gồm có lai lịch, ngoại hình, hoàn cảnh, số phận. Tiếp theo là phân tích diễn biến tâm lý của nhân vật để làm rõ vẻ đẹp của nhân vật và thứ ba là chúng ta sẽ nhận xét chung về nhân vật ok chưa ạ à? nhận xét chung về nhân vật được chưa nào thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau triển khai theo các bước đó thôi được bước số 1 là phải giới thiệu về nhân vật và đối với việc giới thiệu về nhân vật này thì chúng ta hoàn toàn có thể đi theo một cái cấu trúc như sau đây ạ à, câu dẫn nhé cấu trúc sẽ là nhân vật A có vai trò như thế nào hoặc được tác giả B giới thiệu với những đặc điểm như thế nào hoặc là xuất hiện trước mắt người đọc với hình ảnh như thế nào thì có nghĩa là khi mà các bạn bắt đầu với cái luận điểm phân tích á là các bạn sẽ làm cái này luôn, hiểu ý chị không? Ví dụ như các bạn nói rằng là nhân vật Mỹ là nhân vật chính của tác phẩm vợ chồng A Phủ, được nhà văn Tô Hoài giới thiệu với hình ảnh kiều kiều vậy. Được không? Thì đây là một cái cấu trúc Hoặc các bạn có thể đi theo cái cấu trúc đó là Tên chuyện ngắn là câu chuyện kể về Ví dụ như là vợ chồng A Phủ là câu chuyện kể về nhân vật Mỹ Kể về cô Mỹ là một cái cô gái như thế nào Hay là vợ chồng A Phủ là câu chuyện kể về Mỹ và A Phủ là như thế nào Kiểu kiểu vậy Hoặc là các bạn có thể đi từ những cái khái niệm các em ơi, các bạn đã nắm được những cái khái niệm mà thường xuất hiện ở trong truyện ngắn chưa? Ví dụ như là về uh, tình huống chuyện này, nhân vật chuyện này, nhan đề chuyện này, chi tiết chuyện này, giá trị hiện thực này, giá trị nhân đạo này, nghệ thuật trần thuật này. Các bạn đã nắm được những cái đó chưa? Các bạn có nắm được những cái đấy không? Các em có nắm được những cái đấy không ạ? Đấy là những cái mà chị cho rằng là khi mà các bạn chủ động nắm được ấy, thì các bạn sẽ rất là ổn áp trong việc là các bạn có thể các em có thể gọi là sử dụng nó giống như một cái chất dẫn để các em đưa vào cho cái phần bắt đầu làm của mình ví dụ như nhân vật trong chuyện ngắn là như thế nào đấy được không ạ à? nó có vai trò như thế nào và mị là một trong số những cái nhân vật kiểu kiểu vậy thì trong nhân vật mình lại chia ra thành nhân vật chính nhân vật trung tâm thì là chúng ta cũng hoàn toàn có thể chủ động là dựa vào những cái đấy ok không ạ à? thì ở đây đây là một số những cái cách thế nhưng mà từ cái này thì chị muốn lưu ý các bạn một điều là gì là khi mà các bạn bắt đầu tiến hành vào cái thao tác phân tích thì một trong những cái điều đầu tiên mà các bạn cần phải để ý cho chị đó là dù thế nào thì chúng ta cũng vẫn phải có gì ạ, dù thế nào thì chúng ta cũng vẫn phải có câu dẫn các em nhá. Và câu dẫn này thì có thể nếu như trong trường hợp mà các bạn không linh hoạt được thì các bạn có thể chủ động là đi theo những cái cấu trúc chị đã đưa ra ở đây. Có thể là cấu trúc đây như thế này là cấu trúc 1, cấu trúc 2 hay là cấu trúc 3. Ví dụ như ở đây là chị sử dụng một cái cấu trúc như sau, đó là bởi vì là cái đề bài này là người ta hỏi cả về mị và a phủ. Thế nên thành ra chị thì chị cho rằng là vậy thì cái cái tốt nhất có lẽ là mình nên đi từ cái câu chuyện. Bởi vì câu chuyện này là cái câu chuyện kể về hai con người này. Thế thì bắt đầu chị bắt đầu đi vào này. Vợ chồng A Phủ là câu chuyện kể về những người lao động tiêu biểu vùng dẻo cao Tây Bắc là Mị và A Phủ Mị một cô gái tài năng và có nhan sắc, là bông hoa đẹp ngát hương của núi rừng Tây Bắc. Cô hiếu thảo cần cù chăm chỉ và đặc biệt là yêu tự do, khao khát mãnh liệt được sống là chính mình. Nhưng trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, mị bị dòng đời cuốn vào bi kịch phải làm dâu gạt nợ cho nhà thống lý bá cha, từ đây, ước mơ và khao khát của Mỹ bị vùi dập như hòn than nằm dưới đống tro tàn, chỉ còn âm ỉ nhưng luôn chờ đón một như luôn chờ một cơn gió để bùng cháy lên mạnh mẽ. Các bạn ơi hãy nhớ nhá. Cái quy trình mà mình đi á, khi mà mình nói về một nhân vật á, thường sẽ là theo cái hướng này. Đấy là lai lịch, ngoại hình và số phận. Nhớ giúp chị nhá. Được chưa? Hãy nhớ giúp chị nhá. Lai lịch ngoại hình và số phận Đấy, hãy giúp chị cái đấy nhớ giúp chị cái đấy Tiếp tục này Sau đó, còn A Phủ Vốn là trẻ mồ côi lớn lên bằng cách làm thuê làm mướn từ nhà này sang nhà khác Từ bản này đến bản khác A Phủ tự do phóng khoáng chăm chỉ tháo vát và rất thạo việc nương dẫy Nhưng vì mồ côi lại không có của cải Nên ở Hồng Ngài không thể lấy được vợ trong một lần đi chơi xuân, A phủ va, A phủ chạm, va chạm xô sát với A sử con trai nhà thống lý bá cha nên bị xử phạt vạ, không có tiền nộp phạt, A phủ phải vay tiền của nhà thống lý để rồi về làm đầy tớ lao động trừ nợ. Từ sức diện, đó kiểu kiểu như vậy, sức sống của nhân dân lao động vùng cao tây bắc nằm chính trong sức sống tiềm tàng của mị và sức bật vùng lên của A phủ. Đó thì ví dụ một cái đoạn nhỏ như vậy. Ok chưa nào? Hãy nhớ là lưu ý đối với cái bước giới thiệu nhân vật là chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Tránh dài dòng. Và chú ý là ngắn gọn thôi, được không ạ? À? Bởi vì là các bạn đều biết rằng là cái mà người ta quan tâm nhiều nhất, trọng tâm nhiều nhất là cái gì hả các em? Là cái gì nhỉ các bạn nhỉ? À, đó là gì? Đó, đó là gì nhỉ các bạn nhỉ? Đó là đó là cái việc phân tích cái trích đoạn kia cơ. Còn cái bước này nó chỉ là một cái bước nền tảng thôi. Hãy nhớ nhá, lưu ý nhá. Được chưa nào? Lưu ý giúp chị Hiên nhá. Đó là đây ạ, à, khái quát ngắn gọn. Được chưa? Ok chưa? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với bước số 2. Được chưa nào? Bước số 2 của chúng mình sẽ là phân tích đoạn trích để làm rõ vẻ đẹp của nhân vật được chưa nào phân tích đoạn trích để làm rõ vẻ đẹp của nhân vật thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé chúng ta phân tích đoạn trích để làm rõ vẻ đẹp của nhân vật thì cái bước đầu tiên chúng mình cần phải làm đó là chúng ta cần dẫn vào vấn đề nghị luận đó là mị và a phủ sau đó chúng ta phải bóc tách đoạn trích thành các ý để triển khai thì các em sẽ chú ý giúp cho chị là tìm hiểu thơ thì các em sẽ chú ý đến ví dụ như là hình ảnh, từ ngữ, vần, nhịp điệu, chủ thể trữ tình, đúng không? Còn đối với chuyện thì cũng chúng ta cũng sẽ chú ý đến chi tiết, hình ảnh, từ ngữ, đúng không ạ? À? Nghệ thuật trần thuật, đấy là những cái vấn đề mà chúng ta sẽ quan tâm nhất. Thế thì ở đây các bạn hãy chú ý giúp cho chị là Vậy thì cái việc mà chúng ta cần phải làm bây giờ khi mà chúng ta có một cái đoạn trích ở đây này nhá đó là gì? Là chúng ta phải bóc tách xem là cái đoạn trích này chia ra bao nhiêu ý Hiểu ý chị không ạ? Bao nhiêu chi tiết, bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu ý Và mỗi cái ý đó đang thể hiện cái nội dung gì Thế thì ở đây ví dụ như ở đây chúng ta chia này Số 1, à, lúc ấy trong nhà đã tối bưng bị gión rén bước lại A Phủ vẫn nhắm mắt nhưng bị tưởng như A Phủ đương biết có người bước lại Đấy là một ý Ý thứ hai là bị rút con dao nhỏ cắt lúa cho đến a à, mị cũng hốt hoảng. Ý số 3 là mị thì thào. Ý số tự thứ tư là trước cái chết đến nơi ngay a phủ lại quật sức vùng lên chạy. Ý số 5 là mị đứng lặng trong bóng tối. Ý số 6 là a phủ chợt hiểu người đàn bà chê chồng đó vừa cứu sống mình. Vậy thì ở đây chị Hiên đang có 6 ý nhá. Thế thì bây giờ các bạn sẽ làm một cái việc đó là các bạn gọi tên cái ý đó ra giúp cho chị nào. Chị lấy ví dụ là như thế này. Chị lấy ví dụ như này để các bạn hiểu nhá. Ví dụ như ở đây chúng ta có cái ý số 1 Ý 1 Ý 1 chính là tương ứng với dẫn chứng 1 Là câu này Lúc ấy trong nhà đợi tối bưng bị giòn rén bước lại A Phủ vẫn nhắm mắt nhưng mị tưởng như A Phủ đương có người bước lại Đây sẽ là cái gì? Đây sẽ là cái ý thể hiện về thời gian Không gian Tâm lý của mị trước khi trước khi cắt dây chói cho a phục các bạn hiểu không ạ tức là mình phải gọi tên được cái ý đó ra thế sau đấy là một lát nữa mình làm thì là y hệt như mình phân tích thơ ở đây nói chung là gì ạ à nói chung là gì ạ Nói chung là chúng ta có thể thấy là là cái kiểu ấy là phân tích văn xuôi nhiều khi mình cứ bị xa vào kể là vì sao? Là bởi vì mình không có phân tách được ra thành các ý như thế này. Nên thành ra là mình cứ kể ý này tràn lan sang ý khác chứ mình không có cái việc là mình dừng lại ở một cái ý nào, ở một cái chi tiết nào để mình làm rõ. Thì bây giờ là chúng ta đang phân tách để cho nó khoa học. Thế thì bây giờ Nguyên Phương gọi tên cho chị ý 2 nào. Ý 2 ở đây sẽ tương ứng với cái dẫn chứng đó là Mị rút con dao nhỏ cắt lúa, cắt nút dây mây, A Phủ cứ thở phè từng hơi không biết mê hay tỉnh lần lần Đến lúc gỡ được hết dây chói ở người A Phủ thì Mỹ cũng hốt hoảng Em ơi, đây là nói về chi tiết gì? À, em thưa chị là hành động cắt dây trói cho A Phủ à. Rất chính xác, Mỹ cắt dây chói cho A Phủ Rất chính xác Rồi, tiếp tục, ý số 3 nào, Quỳnh Hương nào Ý số 3 mình sẽ có là Mị chỉ thì thào được một tiếng đi ngay rồi mị nghẹn lại A phủ bỗng khuỵu xuống không bước nổi Nào em ơi Ý số 3 nào em cho chị là Mị chỉ là... thì thào một tiếng đi ngay Rồi mị nghẹn lại đến đó thôi Mị bảo A phủ chạy ạ à. Và... Và A phủ vì kiệt sức nên không Ừ. à rồi chị, chị chị xin lỗi chị chia lại ở đây một chút nhé mình sẽ chỉ có là mị chỉ thì thào một tiếng đi ngay rồi mị nghẹn lại thôi còn đâu cái ý số 4 là mình sẽ từ cái này để mình phân tách riêng nó ra thì ở đây cái ý số 3 này là một cái ý nói riêng về cô mị đúng không em và ừ. cụ thể là gì ạ là cái cái cảm xúc những cái xáo động về tâm lý của mị sau khi cắt dây chói với gì ạ với những lời thì thào đầu tiên phải không em ok nhá rồi à, ừ. tiếp tục ý số 4 nào phương nguyên chia cho chị ý 4. ở đây sẽ là đây ạ à, à, a phủ bỗng khuỵu xuống không bước nổi nhưng trước cái chết có thể đến nơi ngay a phủ lại quật sức vùng lên chạy nào em ơi dạ lần này là nói về hành động bạch à, vùng dây của a phủ ạ. sức sống trỗi dậy trong a phủ đúng không ạ và cuối cùng ý năm ý năm nào số 5 nào số 5 à... mình có đây là mị đứng lặng trong bóng tối rồi mị cũng vụt chạy ra mị nói liên tiếp hai câu đấy đó là sự trỗi dậy sức sống trong mì à đúng rồi ạ ý năm đó là gì à, suy nghĩ của mị và hành động suy nghĩ và hành động của Mỹ. Khi chứng kiến A Phủ bỏ trốn. Và cuối cùng ý số 6 là gì nhỉ? Ý số 6 chúng ta có đó là A Phủ chợt hiểu người đàn bà chê chồng đó vừa cứu sống mình. A Phủ nói đi với tôi và hai người lặng lặng đỡ nhau lao chạy xuống dốc núi. Nói về cái gì hả Hà Nguyên Phương? Dạ, em nghĩ là A Phủ cũng hiểu cho hoàn cảnh của mình kiểu như biết ơn đúng rồi đền ơn một sự đền ơn và gì cùng nhau bỏ trốn được chưa ok nhá thế thì bây giờ các bạn nhìn vào đây này có phải là rõ ràng nếu như trước đấy các bạn đang rất là mơ hồ về cái việc là tôi không biết xử lý cái phần bài viết này như thế nào đúng không ạ tôi không biết xử lý cái phần bài viết này như thế nào thì bây giờ chúng ta lại gì ạ thì bây giờ chúng ta lại ngay lập tức có thể hiểu được và hình dung được là à thì ra là ở trong cái trích đoạn này cũng chỉ bao gồm những cái ý như thế này thôi đúng chưa nào thế thì bây giờ mình đã chia được thành cái ý như này thì một lát nữa mình sẽ làm lần lượt nhưng các em ơi cái bài này nó lại khó ở một chỗ là gì các em biết không là người ta không chỉ hỏi về một nhân vật mà người ta hỏi về tận hai nhân vật thế nên thành ra là gì là các bạn sẽ phải làm cho chị một cái điều đó là các em lại còn tiếp tục phải bóc tách thêm một lần nữa Để mình phân chia ra đâu những cái ý nào thuộc về Mỹ, những ý nào thuộc về A Phủ Để một lát nữa mình sẽ phân tích cái nhân vật Mỹ trước Phân tích nhân vật A Phủ sau, sau đó khái quát tổng hợp lại về hai cái nhân vật đấy Thì đấy sẽ là cái cách mà mình sẽ làm ở trong cái phần bài này Với cái bước số 2 là phân tích đoạn trích Và hãy nhớ nhá, sẽ có ý lướt sẽ có ý nhấn mạnh Tùy thuộc vào mức độ quan trọng của từng ý và yêu cầu của đề bài Có nghĩa là sao? Ví dụ như với cái trích đoạn này Mình đã chia thành các ý như ở phía trên Nhưng em ơi, ý nào mình sẽ viết lướt và ý nào mình sẽ viết nhấn mạnh Đối với 6 cái ý chị đưa ra ở đây thì em theo em Ý nào mình viết lướt và ý nào mình mình nhấn mạnh đây Nào chị mời Quỳnh Hương Mình phải biết cái này để liệu cơm gắp mắm Bởi vì sao nhiều khi các bạn cứ bảo là Ôi chị ơi sao mà đề dài thế Em không thể nào em đủ thời gian để em Em có thể làm hết được Thế nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ là Các bạn đâu có biết liệu cơm gắp mắm đâu Các em không biết dạ. liệu cơm gắp mắm Các bạn luôn viết tất cả mọi thứ như nhau Và chính cái điều đấy thành ra Một cái điều là các bạn luôn bị trễ giờ Thế ý nào mình sẽ viết lướt Ý nào viết nhấn Em nói chị à Ý viết nhấn là ý 2 Ý 3 Và ý 4 á À Ý 2, Ý 3 và Ý 4 Mị cắt dây chói Đúng không? Cái này cũng vâng. quan trọng mà Những cái lời nói đầu tiên cũng thể hiện rất là rõ về Về cái sức sống tiềm tàng mà Đúng không? Vâng. Ý 4 cũng, cả... cũng quan trọng Vâng Ý Từ 5 cũng quan trọng Ý năm nữa Rồi Và Ý 6 cũng cần phải làm rõ Đúng không? Thế thì suy vâng. cho cùng là chỉ có mỗi một cái ở phía trên Khi nói về thời gian, không gian và tâm lý của Mỹ Trước khi cắt dây chói Thì sẽ là cái ý mà mình sẽ viết lướt Đúng không? còn lại tất cả những cái ý phía sau mình đều sẽ phải phân tích sâu để với một cái mục tiêu cuối cùng với một cái tinh thần chung cuối cùng là mình phải thể hiện được cái gì nhở mình phải thể hiện được cái gì mình phải thể hiện được cái sức sống tiềm tàng của những con người lao động miền núi hay nói cách khác đó chính là sức sống tiềm tàng của mỹ và a phủ thì nhận thức rõ về cái này rất là quan trọng các em nhé nhận thức rõ được về cái này rất là quan trọng ok chưa nào thế thì sau đấy khi mà chúng ta đã xác định được các ý và bóc tách các ý rõ ràng rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đưa những cái ý đó vào thôi được không ạ? À? thì đây ở đây chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ bắt đầu là dẫn vào ý này được chưa nào? chúng ta sẽ đưa ra dẫn chứng thì ở cái đưa ra dẫn chứng này thì sẽ có hai kiểu đưa dẫn chứng nhé kiểu thứ nhất là dẫn chứng thì các bạn thấy là dẫn chứng là nằm xong ở hết cái phần ngữ liệu rồi có nghĩa là nằm ở trích đoạn tất cả những cái gì ở trong trích đoạn người ta gọi là những cái phần dẫn chứng mà chúng ta sẽ đưa vào trong phần bài viết thì các bạn thấy rằng là chúng ta có thể đưa chúng ta có thể đưa dẫn chứng theo hai cách một là trích nguyên văn ví dụ như tôi đưa một cái câu tôi đưa một cái câu vào ví dụ như cái câu đó chính là trời lúc đấy tối bưng tôi đưa cái câu đầu tiên vào ví dụ như là lúc ấy trong nhà đã tối bưng thì nếu chị đưa nguyên văn cái câu đấy thì chị phải cho nó vào đâu? Chị phải cho nó vào trong ngoặc kép. Hiểu ý chị không ạ? Thì chị phải đưa nó vào trong ngoặc kép. Đấy là trường hợp là đưa ra dẫn chứng và trích nguyên văn. Nhá. Nhưng nếu như cái trường hợp mà một cái câu văn rất là dài. Chị lấy ví dụ như là ở thật ra trong cái đoạn này thì không có xuất hiện nhiều câu văn dài. Thế nhưng nếu như mà mà trong cái đêm tình mùa xuân đi, người ta có một cái đoạn mà nói về cái khung cảnh mùa xuân ở hồng ngài á à, rồi thì thời tiết như thế nào à, hình ảnh thiên nhiên ra sao con người ra sao thì đó là một cái câu văn rất dài không lẽ bây giờ mình lại trích cả một cái câu văn như dài như thế vào à không nhá hãy chú ý giúp chị là mình sẽ lựa chọn những cái từ khóa quan trọng và những cái từ khóa đó mình sẽ đưa vào trong dấu ngoặc kép còn lại thì mình sẽ dùng lời văn của mình để mình dẫn dắt ok chưa ạ thế thì ở đây các bạn có thể thấy là để có thể đưa ra từng ý phân tích khi mình đã bóc tách các ý ở phía trên. Thế thì các em sẽ hiểu đơn giản cho chị là như thế này, cái cấu trúc nhá. Chúng ta bắt đầu viết cái luận điểm 2 á. Thì mình sẽ có một cái cấu trúc là mình sẽ có cái câu dẫn. Đúng không? Câu dẫn để mình dẫn vào cái cái vấn đề mình nghị luận. Sau mình sẽ làm rõ vấn đề nghị luận bằng phân việc là phân tích các ý đúng không? Thế thì bây giờ mình phân tích các ý thì mình sẽ phải trình bày từng ý. Thì ví dụ như mình trình bày ý một, thì trình bày ý 1 sẽ đưa theo cái cái trình tự này. Các em hiểu ý chị không ạ? Nhá, mình sẽ đi theo cái trình tự này. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình sẽ dẫn vào ý này. Ví dụ như là mình uh, xong nhá, mình xong cái đoạn đầu tiên mình nói về mị và a phủ xong hết rồi, bắt đầu mình vào phân tích được không ạ? À? Mình dùng một cái câu dẫn và cái câu dẫn này sẽ là cái câu kết nối và cái với cả một cái phần nội dung ở phía bên trên nhưng không có đề cập ở trên đề bài chẳng hạn, ví dụ mình nói rằng là uh, mỹ nhân vật chính của tác phẩm cũng đã từng có những giây phút bùng nổ trong đêm tình mùa xuân. Đúng không ạ? À? Thế nhưng cuối cùng lại không đủ sức mạnh để vượt qua. Và thế nhưng đêm tình mùa xuân đã trở thành tia lửa nhỏ báo hiệu cho đám cháy lớn ngày mai để rồi khi đêm mùa đông đến đêm hôm ấy như thế nào đấy bắt đầu đưa dẫn chứng vào được không bắt đầu đưa dẫn chứng vào dẫn chứng đầu tiên đó đưa dẫn chứng đầu tiên lúc ấy trong nhà đã tối bưng mị giòn rén bước lại kiểu kiểu vậy đấy thì ý là đấy là mình đang đưa dẫn chứng đấy mình đưa dẫn chứng xong rồi thì mình sẽ làm gì mình sẽ phải làm cái bước này đây là một cái bước mà các bạn thường thiếu này và bởi vì chính vì thiếu cái bước này nên là thành ra là các bạn luôn bị rơi vào một cái trường hợp Đấy là các bạn thường là kể lại nhiều Chứ không phải là chúng ta đi phân tích nhiều mà chúng ta hay bị kể lại nhiều Thế nên thành ra ở đây thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá Là chúng ta phải có thao tác phân tích dẫn chứng Thì cái phân tích dẫn chứng này á Chúng mình sẽ có thể à, tập trung vào những cái trả lời cho những cái câu hỏi kiểu kiểu như là đây ạ à, nhá mình sẽ thường tập trung vào những cái câu hỏi kiểu kiểu như là à, giải thích được không ạ à? ví dụ như giải thích là à, cái 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 hình ảnh đấy cái chi tiết đấy nó là như thế nào đúng không à, nó mang bình luận được không ạ à? nó mang cái ý nghĩa như thế nào đối với nhân vật nó thể hiện nội dung như thế nào đấy được không ạ à? hoặc là đưa ra những cái câu hỏi tại sao lại như vậy và đưa ra những cái cảm nhận của các bạn được không ạ? À? xen lồng vào đấy thì các bạn có thể đưa ra những cái phần uh, lý luận được chưa nào? hay là nếu như các bạn mà bị bí trong cái việc dẫn dắt đi, thì các bạn hoàn toàn có thể chủ động sử dụng những cái cách dẫn dắt mà để đưa vào dẫn chứng nhá ví dụ như là mở đầu đoạn trích tác giả A đã tái hiện kiểu kiểu vậy, được không? ví dụ như là mở đầu đoạn trích thì nhà văn tô hoài đã tái hiện một cái không gian, một cái thời gian như thế nào đấy kiểu kiểu vậy đấy thì đấy là một số những cái lưu ý để các bạn bắt đầu vào cái phần phân tích nhá. thì ở đây để có thể làm rõ cho cái này, các bạn sẽ chú ý là chúng ta sẽ có một cái phiếu học tập như sau. chúng ta có một cái đoạn ở đây đó chính là về cái sự xuất hiện của mị. à cái đoạn này thì chúng ta sẽ không làm rõ nữa mà chúng ta sẽ trọng tâm vào cái đoạn này, cái đoạn với một cái đề ở phía trên. đây chúng ta coi là một cái ý đi. đây cụ thể là ở trong cái đoạn đó là đoạn đêm đông cắt dây chói cho A Phủ Ok không ạ? Ở trong cái đoạn đêm đông cắt dây chói cho A Phủ này Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có một cái Ý ở đây, ý đầu tiên đây nhá Đấy Cái ý ở đây, một cái ý rất là quan trọng này Đó chính là Cắt dây mây cởi trói cho A Phủ này Ok chưa ạ? Cắt dây mây cởi trói cho A Phủ này Ok chưa? Thế thì ở đây các bạn sẽ Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là gì? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là chúng ta có thể thiết lập cái bảng này. Đấy là dẫn chứng của cái ý này là gì? Được không ạ? À? Nhận xét bình luận về cái ý này như thế nào? Ngữ liệu liên hệ mở rộng cho cái ý này ra sao? Đó. Nếu mà các em thiết lập được cái bảng này thì cái phần phân tích nhân vật của các em sẽ cực kỳ rõ ràng luôn. Chị lấy ví dụ nhá, đầu tiên này. Mị rút con dao nhỏ cắt lúa, cắt dây mây. Bắt đầu nhá, nhận xét này. Hành động của Mị diễn ra rất nhanh sau khi những luồng suy nghĩ vẫn đang trồng chéo trong đầu. Mị đây đây là một cái để miêu tả một cái nhận xét, đây là một cái bình luận rất nhỏ, một cái nhận xét rất nhỏ, đúng không ạ? Một cái nhận xét rất là nhỏ về về cái dẫn chứng này. Thì đây chính là những cái thao tác mà mình làm sau khi mình nêu cái dẫn chứng ra đấy. Thay vì việc là mình kể lại cái dẫn chứng đó, mình diễn xuôi lại cái dẫn chứng đấy thì bây giờ mình đưa ra những cái phần bình luận. Mà các em biết rằng là khi mà đánh giá về bình bình luận thì mình hay dùng những cái từ ngữ mà có thể thường sẽ là những cái tính từ nó như thế nào, đúng không ạ? À? Cái hành động đấy như thế nào, nó có ý nghĩa như thế nào đối với nhân vật, nó có ý nghĩa như thế nào trong việc thể hiện cái tư tưởng của tác phẩm, đúng không? Và chúng ta ấn tượng điều gì bởi cái bởi cái cái hành động đó, bởi cái chi tiết đó, cái hình ảnh đó. Thì khi mà các em đặt được ra những cái câu hỏi như vậy thì chị nghĩ rằng là sẽ rất là dễ dàng để các bạn viết được một cái phần bình luận. Nhưng mà đương nhiên nó sẽ còn phải là một cái quá trình để các bạn sắp xếp mọi thứ cho nó theo đúng cái tư duy logic nữa. Được không ạ? Thì ở đây chúng mình sẽ chú ý nhá. Đây, bắt đầu này. Mỹ đang cứu người đàn ông kia. Người đàn ông kia tại sao lại phải chết? Chúng nó thật độc ác. Và Mỹ đã từng bước đến gần với con người đang cận kề với cái chết cứu a Phủ, nhưng mỹ cũng đang lo sợ cho số phận của mình thật ra thì mỹ đã nghĩ tới bước đường cùng là mình sẽ trở thành bị người trói thay người bị trói thay vào đấy nhưng mỹ cũng không sợ mỹ cầm con dao cắt dây mây cởi trói cho a Phủ. hành động của mỹ diễn ra trong khoảnh khắc rất ngắn cho đến khi gỡ được hết những vòng dây trói đó ví dụ là như thế thế thì ở đây chúng ta có thể thấy là cái ngữ liệu liên hệ mở rộng ở đây không phải lúc nào chúng ta cũng liên hệ mở rộng chị sẽ có một cái buổi riêng để trao đổi với các bạn về liên hệ mở rộng nhưng chị nhấn mạnh với các bạn là không phải lúc nào chúng ta cũng liên hệ mở rộng nhá hãy chú ý điều đấy nhá được không nào nhá hãy chú ý điều đấy không phải lúc nào chúng ta cũng liên hệ mở rộng được không ạ à? thì các bạn hãy chú ý giúp cho chị là gì các bạn hãy chú ý giúp cho chị là chỉ khi nào mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta muốn làm cho cái ý đó sâu hơn và ý đó thực sự là một cái ý quan trọng nhá. Ý đó thực sự là một cái ý quan trọng thì chúng ta mới đưa cái phần liên hệ mở rộng vào để làm rõ ràng hơn. Được không nào? Các bạn hãy chú ý giúp cho chị là như vậy. Nhá, các bạn hãy chú ý giúp cho chị là như vậy. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ có ví dụ liên hệ này. Cái hình ảnh liên hệ mở rộng ở đây là ta nhớ tới cái tặc lưỡi trật kệ của anh cu chàng khi quyết định đưa thị về làm vợ Đúng không? Chàng hay là mị thì đều là những con người bị nỗi sợ hãi về cái chết vây bùa, rình rập Nếu với chàng là cái đói đang đe dọa Nhưng ít nhất anh ta còn được tự do để lựa chọn Thì mị đó là cái nỗi sợ hãi về cường quyền, về bạo quyền, về thần quyền của nhà thống lý. Những điều con người ta nếu không đủ lòng can đảm thì sẽ không thể vượt qua. Thì ở đây với một cái bước đầu tiên đó là một cái bước thiết lập một cái bảng bao gồm có ý, dẫn chứng, nhận xét, bình luận và ngữ liệu liên hệ mở rộng thì ngay sau đó chị đã có thể chuyển viết được thành một cái phần phân đoạn ở đây để các bạn ngay lập tức có thể triển khai được. Ok chưa ạ? Sau đấy thì chúng ta sẽ đến với cái bước số 3 bước 3 chứ không phải luận điểm 3 nhé Bước 3 ở trong cái phần phân tích nhân vật ấy thì mình sẽ có thể áp dụng một cái công thức là từ việc phân tích diễn biến tâm lý nhân vật A ta thấy được nhân vật ấy là một con người như thế nào và chúng ta thấy rằng là bình thường thì đa số nhá, các nhân vật ở trong các tác phẩm truyện ngắn mà chúng mình học ấy thì đều sẽ mang cái tính chất đó là đại diện tiêu biểu cho một cái một cái thế hệ nào đấy, một cái gì ạ? À, đại diện tiêu biểu cho một cái thế hệ đại diện tiêu biểu cho một cái thế hệ hay là đại diện tiêu biểu cho một cái lớp người nào đó, một cái tầng lớp nào đó. Thì các bạn cũng sẽ chú ý giúp cho chị cái này nhá. Ok chưa nào? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị cái này nhá. Ví dụ như là hình ảnh Mỹ và A Phủ chính là đại diện cho những cái con người lao động miền núi đấy, trước cách mạng như thế nào, kiểu kiểu vậy. Ok chưa? Đấy, thì xong bắt đầu là mình sẽ nhận xét về những cái vẻ đẹp, họ mang trong mình những cái vẻ đẹp ra sao. Thế thôi, rất là ngắn gọn. Một cái câu khái quát về nhân vật. Sau đó thì mình sẽ luận điểm 3 làm rõ yêu cầu phụ Luận điểm 4, đặc sắc về nội dung nghệ thuật. Thì nói về đặc sắc và nội dung nghệ thuật ở trong truyện ngắn thì bao giờ cũng sẽ thường bao gồm các yếu tố như là xây dựng tình huống truyện, xây dựng nhân vật, miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật, chi tiết, vân vân Được không ạ? Thì những cái liên quan tới đặc sắc nội dung nghệ thuật và làm rõ yêu cầu phụ thì như chị đã nói là chị sẽ trao đổi cùng với các bạn ở trong một cái buổi học riêng. Sau khi mà chúng ta còn một cái buổi nữa để chúng ta học về phân tích hình tượng. Chúng ta học về phân tích hình tượng trong tùy bút, trong bút ký thì chúng ta sẽ đến với một cái buổi để giải quyết yêu cầu phụ này, để làm rõ cái luận điểm khái quát đặc sắc nội dung đặc sắc nghệ thuật này và mình sẽ tìm hiểu cách kết bài cũng như là cái thao tác so sánh văn học. Thì đấy là những cái nội dung mà chị em mình sẽ cùng làm với nhau ở trong một cái buổi riêng nhá. Ok chưa nào?